Chào các bạn nha, hôm nay dòng 4 ngữ nha các bạn. Hai giờ nha các bạn, là nhỏ anh mình giao cho mình. Máy đẹp lắm nha các bạn. Hai giờ trước giờ, giờ sau, năm không luôn. Cấp đề mới luôn nha. Đẹp lắm nha các bạn. Mình lấy cái cả đây, lấy cái cản cho vô bắt giỏng này. Cái đồ cái giỏ. Lấy mấy ngóc ngữ đó để rồi. Này chủ máy. Tôi bỏ đó ra ngay cho tao xem. Chủ máy bên kia nha. Nãy tôi bỏ chỗ này ai lụm đâu rồi. Bỏ bên đây nè. Quá mới luôn. Còn lại chỗ cái mua cho có không? Ủa mẹ, nãy tôi bỏ chỗ dọn á. Dấu sơn còn nãy không? Người tăng tiếng nha các bạn, tăng tiếng thì tôn nó bóng từ trong ra ngoài luôn. Con chuột này nó chưa còn lắm rồi. Này tăng gươm mới luôn nha các bạn, này cũng mới luôn, này ít mới luôn. Mấy ngon lắm luôn các bạn ơi. Chủ mát nha các bạn. Chủ máy nha các bạn. Máy này đã được nổ rất là êm luôn nha các bạn. Nhìn nó ngầu hả các bạn. Này. Máy chạy rất ngon nha các bạn. Thắng ngon hả các bạn. Đạp và dính nó nha các bạn. Thắng này quá ngon. Tại vì nó kêu cái kia nha các bạn. Trời trời. Thằng nào lốc bánh kìa. Rồi đi luôn nha các bạn.
Rồi mình kết thúc video nha, nước bạn hãy chụp lại một xe nhau bằng cái chuông để người sẽ báo cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.